Ngày 20 tháng 7, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế PC03, Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh khám xét và bắt tạm giam ông Lê Khắc Huy, 35 tuổi, trú thị trấn Đắc Đoa, để điều tra các sai phạm liên quan đến hồ sơ đất đai. Thời điểm bị bắt, ông Lê Khắc Huy đang là chuyên viên của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai. Ông Huy bị Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Việc bắt giữ ông Huy được thực hiện khi cơ quan công an mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ tại Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Gia Lai. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam hai người về tội nhận hối lộ. Đó là ông Lê Cảnh Phú, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Iagrai, nguyên trưởng phòng đăng ký cấp giấy chứng nhận, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Gia Lai và ông Đỗ Minh Hiếu, nhân viên phòng đăng ký cấp giấy chứng nhận. Qua điều tra xác định giai đoạn 2020 đến 2022, ông Hiếu đã nhận tiền của người dân để làm hồ sơ, trình cấp nhanh sổ đỏ. Mỗi hồ sơ, ông Hiếu nhận từ vài trăm ngàn đồng đến cả triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định ông Hiếu đã nhận hối lộ hơn 2 tỷ đồng của nhiều người. Số tiền nhận hối lộ được ông Hiếu chia cho cấp trên là ông Lê Cảnh Phú.